Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ cần sự cho phép đặc biệt để tham dự G7 năm tới ở Canada. Do bị kết án hình sự, ông Donald Trump sẽ cần có sự cho phép đặc biệt nếu trở thành Tổng thống Hoa Kỳ để vào Canada tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm tới. Các quan chức Canada đã bắt đầu thảo luận với nhau về những gì có thể là một kịch bản mới vào đầu mùa hè tới. Một quan chức liên quan đã trình bày về cách áp dụng các quy tắc của Canada trong trường hợp nếu ông Trump đắc cử tổng thống mà bản án 34 tội danh của ông không bị lật ngược khi kháng cáo. Điểm mấu chốt là Bộ trưởng Nhập cư Canada có thể sẽ cấp cho ông Trump một quy chế đặc biệt để ông có thể được nhập cảnh hợp pháp. Đây là cách mà ông Trump có thể tham dự bất kỳ cuộc họp chính trị nào ở Canada, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh các quốc gia G7 mà Canada sẽ tổ chức vào mùa hè tới. Thủ tướng Trudeau tán thành đề xuất do Biden vạch ra nhằm kết thúc cuộc chiến Israel-Hamas. Thủ tướng Justin Trudeau đang tán thành một đề xuất do Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đưa ra hôm thứ Sáu nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến Israel-Hamas. Canada đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, tăng cường khẩn cấp hỗ trợ nhân đạo không bị cản trở và thả tất cả con tin, ông Trudeau nói trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông mạng xã hội X. Đề xuất do ông Biden đưa ra là cơ hội để chấm dứt đau khổ và quay trở lại con đường hòa bình. Tất cả các bên phải nắm bắt nó. Tổng thống Biden đã trình bày chi tiết thỏa thuận 3 giai đoạn do Israel đề xuất với các chiến binh Hamas. Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận được đề xuất kéo dài trong 6 tuần và sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn đầy đủ và hoàn chỉnh, với việc rút lực lượng Israel ra khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza và thả một số con tin, bao gồm cả phụ nữ, người già, người bị thương, để đổi lấy việc thả hàng trăm tù nhân Palestine. Giai đoạn thứ hai sẽ bao gồm tất cả các con tin còn sống còn lại, bao gồm cả binh sĩ và lực lượng Israel sẽ rút khỏi Gaza. Và giai đoạn thứ ba kêu gọi bắt đầu cuộc tái thiết lớn ở Gaza, nơi phải đối mặt với hàng thập kỷ tái thiết sau sự tàn phá do chiến tranh gây ra. Ngoại trưởng Melanie Jolie cho biết Canada hoàn toàn ủng hộ đề xuất này. Israel đã phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng gia tăng của quốc tế về chiến lược hủy diệt có hệ thống ở Gaza, với cái giá rất lớn về sinh mạng của dân thường. Theo Bộ Y tế Gaza, thì các cuộc ném bom và tấn công trên bộ của Israel vào những vùng lãnh thổ bị bao vây đã giết chết hơn 36.000 người Palestine. Canada đã cảnh báo Trung Quốc không nên can thiệp vào cuộc bầu cử của nước này trong cuộc họp hiếm hoi của các bộ trưởng quốc phòng các nước. Theo hãng tin Reuters, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada ông Bill Blair đã có một cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Đổng Quân. Thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada đã nêu lên mối lo ngại về sự can thiệp của nước ngoài vào tất cả các biểu hiện mà họ có thể thực hiện, bao gồm sự can thiệp về thể chế Canada, các cuộc bầu cử của Canada, cũng như là các hành động chống lại cộng đồng người Hoa ở Canada. Ngoài ra, thì ông Blair cũng bày tỏ mối lo ngại về hành động quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan kể từ khi cuộc bầu cử tổng thống của hòn đảo này vào tháng 1. Bộ trưởng cho biết Canada sẽ tăng cường sự hiện diện ở châu Á và đang hợp tác với Ấn Độ để giải quyết các vấn đề bất đồng. Các vận động viên và quan chức chuẩn bị cho Thế vận hội Paris mùa hè này, cơ quan tình báo điện tử của Canada cảnh báo họ cũng nên sẵn sàng cho các cuộc tấn công mạng có thể xảy ra. Cơ quan an ninh truyền thông Canada, gọi tắt là CSE, chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo và bảo vệ mạng lưới mạng của chính phủ liên bang, đã đưa ra cảnh báo cho khách du lịch, quan chức chính phủ và vận động viên tham dự các sự kiện, cũng như là các tổ chức Canada có liên quan. Sammy Cowrie là người đứng đầu của Trung tâm An ninh mạng Canada của CSE cho biết, các sự kiện như Thế vận hội, cuộc đua xe công thức 1 Canada, Grand Prix ở Montreal vào mùa hè và giải World Junior Championship ở Ottawa vào mùa hè này đều có nguy cơ cao. Bản tin của CSE cho biết tội phạm mạng rất có thể sẽ nhắm mục tiêu để tấn công vào các tổ chức lớn, chẳng hạn như các tổ chức chính phủ và tập đoàn tham gia tài trợ cho các sự kiện,
các doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và khách sạn. Cơ quan này còn cho biết những người tham dự và khán giả cũng nên lưu ý rằng họ có thể trở thành mục tiêu thông qua các email lừa đảo và các trang web độc hại. Báo cáo của CSE đã kết thúc bằng lời khuyên đến tất cả những người tham dự, vận động viên, quan chức chính phủ và các tổ chức liên quan đến các sự kiện thể thao quốc tế lớn hãy thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ hệ thống của họ trước các mối đe dọa trên mạng. Bộ trưởng Di trú Mark Miller đã gọi những bình luận của Thủ hiến Ontario ông Doug Ford là ngớ ngẩn sau khi ông Ford cho rằng những người nhập cư đã đứng đằng sau các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở của người Do Thái. Trong một cuộc họp báo tại Montreal, ông Miller phát biểu, thật là ngu ngốc khi đổ lỗi cho những người nhập cư, trong khi không có ai đổ lỗi cho người nhập cư về đoàn xe biểu tình. Bộ trưởng Miller cũng đã lên án những vụ tấn công này, bao gồm cả các vụ nổ súng gần đây ở các trường Do Thái ở cả Toronto và Montreal. Phát biểu tại buổi công bố sản xuất vaccine ở Toronto hôm thứ Năm, Thủ hiến Doug Ford đã cáo buộc mọi người đã mang các vấn đề từ mọi nơi khác trên thế giới đến Ontario sau vụ nổ súng vào một nữ sinh Do Thái ở Toronto vào ngày thứ Tư. Vào ngày thứ Sáu thì ông Ford vẫn giữ nguyên nhận xét của mình, vốn đã bị lãnh đạo của phe đối lập cấp tỉnh là Mary Stuart gọi là phân biệt chủng tộc và bài ngoại. Các vụ việc xảy ra tại các trường học, nơi thờ cúng và cơ sở kinh doanh của người Do Thái đã gia tăng kể từ cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel. Theo cơ quan thống kê Canada, thì người Do Thái là nhóm tôn giáo bị nhắm tới nhiều nhất trong các vụ tội phạm do thù hận mà cảnh sát đã báo cáo với 502 vụ vào năm 2022. Chính phủ liên bang thâm hụt 50,9 tỷ đô la cho năm tài chính 2023-2024. Chính phủ liên bang đã kết thúc năm tài chính 2023-2024 với mức thâm hụt 50,9 tỷ đô la. Kết quả trong khoảng thời gian từ tháng 4 cho tới tháng 3 so với mức thâm hụt là 41,3 tỷ đô la được báo cáo trong cùng khoảng thời gian của năm tài chính 2022-2023. Doanh thu của chính phủ đã tăng 13,7 tỷ đô la, tương đương với 3,2% lên 444,8 tỷ đô la, phản ánh thuế thu nhập cá nhân, thuế hàng hóa và dịch vụ các khoản thu phí khác đã cao hơn, nhưng được bù đắp một phần bởi doanh thu thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn. Các chi phí không bao gồm tổn thất ròng về tính toán trong năm tài chính đã lên tới 440,6 tỷ đô la, tăng 3,1% so với 427,4 tỷ đô la. Lãi suất cao hơn là đẩy chi phí nợ công tăng 35% lên 47,5 tỷ đô la từ mức 35,2 tỷ đô la một năm trước đây. Tổng thiệt hại tính toán ròng là 7,6 tỷ đô la so với 9,8 tỷ đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Trong giám sát tài chính, thì chính phủ đã lưu ý rằng kế toán cuối cùng cho năm tài chính bao gồm các khoản thu thuế bổ sung sẽ được lập bảng vào mùa thu này. Hôm thứ Sáu, 31 tháng 5 là ngày Thế giới không thuốc lá. Một chiến dịch nâng cao nhận thức hàng năm nêu bật tác hại của khói thuốc. Nhưng ở Alberta, thuốc lá không phải là vấn đề. Bất chấp sự suy giảm, các nhà bán lẻ Canada vẫn bán được hàng tỷ đô la thuốc lá mỗi năm. Đó là con số gia tăng so với 4 thập kỷ trước đó. Trong những năm 60 và 70, việc hút thuốc trong văn phòng trên máy bay là phổ biến. Và những năm 80 và đến năm 2008 thì việc hút thuốc ở nơi công cộng mới bị cấm ở Alberta. Tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên đã tăng 50% trong 7 năm qua và mặc dù những tác động lâu dài vẫn chưa được biết đầy đủ. Các chuyên gia cho biết không thể phủ nhận tác động tiêu cực khi hút thuốc lá điện tử ở độ tuổi thanh thiếu niên có bộ não chưa phát triển đầy đủ. Ông nói thêm, bộ não tiếp tục phát triển cho đến năm 25 tuổi. Nếu bạn bắt đầu thử nghiệm các sản phẩm vaping có nicotine, điều đó sẽ bắt đầu tác động đến hệ thống dẫn điện, hoạt động trong não và tạo ra các vấn đề trong tương lai cho thanh thiếu niên khi chúng lớn lên. Với hương vị và mùi thơm hấp dẫn, vaping
là hình thức hút thuốc mới đối với thanh thiếu niên Alberta và thường là con đường dẫn tới các bệnh phổi và ung thư. Qua đó, thì các chuyên gia đã chỉ ra rằng một số tài nguyên để giúp cho mọi người từ bỏ thuốc lá và dừng vaping bao gồm Hiệp hội Phổi Canada, My Health Alberta và trang web BehindTheHaze.ca. Cảnh sát Toronto hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ chỉ hành động để giải tán khu ủng hộ cho người Palestine tại Đại học U of T trong trường hợp khẩn cấp hoặc là thực hiện lệnh của tòa án. Đại học Toronto vào tuần trước đã đưa ra thông báo xâm phạm đối với những người biểu tình dựng trại ở King's College Circle và cho thời hạn để họ rời đi vào sáng ngày thứ Hai. Những người biểu tình vẫn ở lại bất chấp thông báo và trường đại học kể từ đó đã nộp đơn xin lệnh cấm để tìm kiếm một lệnh cho phép của cảnh sát hành động để giải tán những người biểu tình không chịu rời đi. Phiên tòa xét xử đã được lên kế hoạch vào ngày 19 và 20 tháng 6. Những người biểu tình cho biết họ sẽ ở lại khuôn viên của trường cho đến khi trường đại học đáp ứng yêu cầu của họ, trong đó bao gồm việc tiết lộ các khoản đầu tư vào các công ty thu lợi từ cuộc tấn công của Israel ở Gaza. Các khu cấm trại tương tự trong khuôn viên của trường đại học đã xuất hiện trên khắp Canada trong những tháng gần đây, khiến cho một số trường xem xét hoặc là thực hiện hành động pháp lý chống lại những người biểu tình. 14 người đã bị bắt vì chặn giao thông tuyến đường sắt ở Vancouver. Cảnh sát Vancouver cho biết 14 người đã bị bắt vì tội phá hoại và cản trở giao thông và tuyến đường sắt ở East Vancouver. Cảnh sát ở Vancouver cho biết có khoảng 100 người đã tham gia vào cuộc biểu tình ở Carslow Street và Granville Highway từ khoảng 11 giờ sáng cho tới khoảng 2 giờ 30 chiều khi các vụ bắt giữ được thực hiện. Giao thông đường bộ và tuyến CN Rail đều bị chặn và những người biểu tình đã từ chối nhiều yêu cầu cho phép giao thông đi qua, trong đó một số thành viên đã trở nên thù địch với cảnh sát. Hai trẻ em và hai người lớn đã bị thương nặng trong vụ tai nạn trên Highway 417. Các nhân viên y tế cho biết hai trẻ em và hai người lớn đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn dẫn tới hỏa hoạn ở trên Highway 417 ở khu phía tây của Ottawa. Cảnh sát tỉnh Ontario, gọi tắt là OPP, đã nhận được một cuộc gọi sau 4 giờ chiều vào ngày thứ Sáu về một vụ tai nạn liên quan tới nhiều phương tiện trên Highway gần Palladium Drive, Carbrough, Stittville. Các nhân viên y tế Ottawa cho biết họ đã ứng phó với một vụ tai nạn giữa 3 phương tiện và điều trị cho 7 bệnh nhân. Họ cho biết một cậu bé 3 tuổi đã được đưa bằng trực thăng trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, một bé gái 3 tuổi và một phụ nữ và một người đàn ông trưởng thành cũng bị thương nguy hiểm đến tính mạng và được đưa đến trung tâm chấn thương bằng đường bộ. Một người đàn ông khác bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Hai người khác được điều trị tại chỗ và không cần nhập viện. Một trong ba phương tiện trong vụ tai nạn đã bị bốc cháy. Toàn bộ các làn đường trên highway đã bị đóng ở phía tây của Palladium Drive ngay sau vụ tai nạn. Chỉ sau 7 giờ 30 tối thì OPP cho biết các làn đường đi về phía đông đã mở trở lại, trong khi các làn đường đi về phía tây vẫn còn đóng trên highway. Các thành phố của Ontario đã thống trị bảng xếp hạng mới về các thành phố thân thiện với người đi bộ nhất ở Canada đối với khách du lịch, chiếm 5 trong số 10 vị trí hàng đầu trong nghiên cứu mới nhất. Nghiên cứu của nền tảng ngôn ngữ học trực tuyến Preprice đã xếp hạng các thành phố của Canada mà khách du lịch có thể tận hưởng hoàn toàn bằng cách đi bộ mà không cần phương tiện giao thông công cộng, taxi hoặc là Uber. Trong số 21 thành phố của Canada được xếp hạng, thì Halifax tại Nova Scotia đã đứng ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là Victoria tại tỉnh British Columbia ở vị trí số 2. Trong khi các thành phố tại Ontario không thể lọt vào top 2, thì tỉnh này lại có sự đại diện rất tốt, chiếm các vị trí 3, 4, 5, 9 và 10 trong danh sách. Và sau đây là 10 thành phố dễ đi bộ nhất ở Canada. Số 1 tại Halifax, Nova Scotia.
số 2 tại Victoria, tỉnh BC, thứ 3 London tại Ontario, thứ 4 là Ottawa tại Ontario và thứ 5 là thành phố Toronto tại Ontario. Vị trí thứ 6 là Vancouver ở tỉnh BC. Vị trí thứ 7 là Winnipeg, Manitoba. Thứ 8, Quebec City tại tỉnh Quebec. Và thứ 9 là Kitchener, Ontario. Sau cùng là Vaughan tại Ontario. Jennifer Lopez hủy tour diễn mùa hè bao gồm 3 show ở Canada. Jennifer Lopez đã hủy chuyến lưu diễn vào mùa hè để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Một động thái mà cô nói với người hâm mộ rằng nó đã khiến cho cô đau lòng. Live Nation thông báo rằng This Is Me Live đã bị hủy bỏ vì nữ ca sĩ dành thời gian nghỉ ngơi để ở bên con cái, gia đình và bạn bè thân thiết. Trong một tuyên bố trên mạng web, cô Jennifer Lopez cho biết rất đau buồn trước việc hủy bỏ nhưng không đưa ra lời giải thích thêm. Tôi hoàn toàn đau lòng và thất vọng vì đã làm cho bạn thất vọng. Xin hãy biết rằng tôi sẽ không làm điều này nếu tôi không cảm thấy điều đó thực sự cần thiết, Lopez đã phát biểu trên trang web. Chuyến lưu diễn bao gồm 32 show, trong đó có 3 show ở Canada, đã được lên lịch vào ngày 2 tháng 8, ngày 3 tháng 8 tại Toronto và ngày 5 tháng 8 tại Montreal. Đối với những người đã mua vé tại Ticketmaster, thì Ticketmaster sẽ tự động hoàn tiền lại. Bất kỳ ai mua vé thông qua trang web của bên thứ ba nên liên hệ với công ty bán vé. Và đó là bản tin Canada sáng nay trên kênh Culture Channel. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị tiếp tục bấm like và bấm vào nút subscribe để đăng ký kênh. Bấm nút chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tiếp tục đón xem bản tin Canada và Thế Giới trên kênh Culture Channel. Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin Thế Giới. Những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump đã treo cờ Mỹ ngược để phản đối phán quyết. Ngay sau khi bồi thẩm đoàn tòa hình sự Manhattan hôm 30 tháng 5 tuyên cựu Tổng thống Donald Trump có tội với 34 cáo buộc, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đã đăng hình ảnh của quốc kỳ Mỹ lộn ngược trên tài khoản mạng xã hội X. Bà Taylor Greene là người ủng hộ nhiệt thành đối với ông Trump. Đến sáng ngày 1 tháng 6 thì bức ảnh này đã được hơn 9 triệu lượt xem. Ca sĩ nhạc đồng quê Jason Alden cũng đã đăng ảnh cờ ngược trên tài khoản Instagram với nội dung "Thời điểm đáng sợ của đất nước chúng ta đang diễn ra. Nếu từng có lúc nào đó cần lên tiếng thì chính là bây giờ. Đừng phạm sai lầm, chúng ta đang gặp rắc rối", Alden cho hay. Don Tapia là đại sứ tại Jamaica dưới thời ông Trump và là nhà tài trợ của đảng Cộng Hòa cũng đã treo cờ ngược trên ngoài ngôi nhà của ông ở bang Arizona. Tapia cho biết ông đã nhận được những cuộc gọi bày tỏ ủng hộ và các tài xế cũng bấm còi khi lái xe ngang qua để biểu thị sự đồng tình. Dan Bongino, người dẫn chương trình trò chuyện trên đài phát thanh Bảo Thủ, đã phỏng vấn ông Trump vào đầu tuần này và đăng ảnh cờ ngược trên tài khoản X. Một nhánh ở thành phố Miami của Proud Boys, nhóm cực hữu ủng hộ cho ông Trump đã đăng ảnh cờ ngược trên tài khoản Instagram với dòng mô tả "đang lâm nguy". Trên mạng xã hội, một số người ủng hộ đã kêu gọi bạo loạn cách mạng và trừng phạt bằng bạo lực. Một cựu đô đốc ở Mỹ bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ. Đô đốc về hưu Robert Byrd, từng là chỉ huy cấp cao thứ hai của Hải quân Mỹ, đã bị bắt với cáo buộc là nhận hối lộ khi tại chức. Bộ Tư pháp của Mỹ ngày 31 tháng 5 thông báo đề cập về đô đốc Hải quân đã nghỉ hưu Robert Byrd và hai doanh nhân đã bị bắt do cáo buộc hình sự về vai trò của họ trong âm mưu hối lộ liên quan tới hợp đồng của chính phủ. Theo cáo trạng, vào thời gian làm tư lệnh hải quân ở châu Âu và châu Phi từ năm 2020 cho tới năm 2022, ông Byrd đã đồng ý giúp cho công ty A giành được hợp đồng với hải quân. Đổi lại thì ông sẽ nhận được công việc có mức lương cao tại doanh nghiệp trên sau khi nghỉ hưu. Công ty A từng ký hợp đồng cung cấp chương trình đào tạo nhân lực cho hải quân Mỹ từ tháng 8 năm 2018 cho tới tháng 7 năm 2019. Hải quân của Mỹ đã chấm dứt hợp đồng vào cuối năm đó và yêu cầu công ty A không liên hệ với ông Byrd.
Theo Bộ Tư pháp, thì ông Burt vào tháng 9 cùng năm đã ra lệnh cho cấp dưới trao cho công ty A một hợp đồng trị giá 355.000 Mỹ Kim để huấn luyện binh sĩ dưới quyền tại Italy và Tây Ban Nha. Ông sau đó đã cố gắng thuyết phục một đô đốc hải quân khác trao thêm hợp đồng cho công ty A nhưng không thành công. Cáo trạng nhấn mạnh, cựu quan chức này đã nhiều lần nói dối về mối quan hệ với công ty A nhằm mục đích che đậy sự việc. Sau khi nghỉ hưu vào tháng 10 năm 2022, ông Bush đã đến làm việc ở công ty A và nhận mức lương khởi điểm hàng năm là nửa triệu Mỹ Kim. Bộ Tư pháp của Mỹ đã không đề cập cụ thể công ty A là công ty nào, song cho biết hai doanh nhân CEO của công ty này đã bị bắt. Hai người là đồng sáng lập của công ty Nexstrom có trụ sở tại New York và ông Bush cũng đã gia nhập vào công ty này vào tháng 10 năm 2022, khớp với thông tin trong cáo trạng. Theo Bộ Tư pháp, mức án tối đa mà ông Burt đối mặt là 35 tù, còn hai CEO của công ty A là 20 năm tù mỗi người. Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công vào miền nam của Liban trong đêm. Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công vào các mục tiêu ở phía nam của Liban trong đêm, phá hủy những tài sản quan trọng và cơ sở hạ tầng của phong trào vũ trang Hezbollah. Theo kênh Al Jazeera, vào ngày 1 tháng 6, các máy bay chiến đấu đã tấn công vào các địa điểm ở một thị trấn ở phía nam của Liban cùng với một số làng xung quanh. Quân đội Israel cho biết rằng đã phát hiện hai vụ phóng từ miền nam của Liban vào sáng sớm ngày 1 tháng 6, nhưng cả hai vật thể đều rơi xuống ở khu vực trống thuộc phía bắc Israel. Trước đó, vào ngày 13 tháng 4, có 4 binh sĩ Israel bị thương do đạn pháo của Hezbollah. Kể từ khi xảy ra giao tranh với Hezbollah, thì phía Israel đã có tổng cộng 14 binh sĩ và 10 dân thường thiệt mạng. Vào ngày 29 tháng 5, cựu chỉ huy lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban đã kêu gọi Liban và Israel ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột biên giới. Nắng nóng ở Ấn Độ khiến cho 50 người thiệt mạng. Giới chức Ấn Độ ngày 31 tháng 5 xác nhận trên 50 trường hợp tử vong và gần 200 người phải nhập viện để điều trị vì nắng nóng trên cả nước trong những ngày qua, khi một làn sóng nhiệt dữ dội đã quét qua hầu hết các khu vực của Đông Nam Á này. Trong số các trường hợp tử vong, có khoảng 25 trường hợp đã xảy ra tại miền đông của Ấn Độ và một số còn lại ghi nhận tại vùng phía bắc của Ấn Độ và một số trường hợp ở miền trung, miền đông và miền tây. Trong những ngày qua, nhiệt độ trung bình đã tăng vọt lên tới gần 53 độ C, đặc biệt là ở một số khu vực thuộc Delhi và Rajasthan. Theo cục khí tượng, thì nền nhiệt này cao hơn mức trung bình cùng giai đoạn trong năm từ 8 cho đến 10 độ C. Mặc dù vậy, thì cơ quan này cũng dự báo là các đợt nắng nóng phổ biến ở khu vực Tây Bắc, miền Trung, miền Đông Ấn Độ có thể sẽ giảm dần trong 2 cho đến 3 ngày tới. Ấn Độ thường xuyên trải qua thời tiết khắc nghiệt vào mùa hè. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến cho nắng nóng kéo dài, thường xuyên và dữ dội hơn, và đồng thời nó cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Phát hiện thêm chất lạ trong men gạo đỏ Nhật gây chết người. Bộ Y tế Nhật đã ghi nhận thêm hai hợp chất lạ có trong sản phẩm chứa men gạo đỏ Benikoji của hãng dược Kobayashi. Viện Khoa học Y tế Quốc gia đã phân tích mẫu thành phần Benikoji trong 3 năm qua từ Kobayashi Pharmaceutical, đặc biệt là từ những sản phẩm sản xuất từ tháng 6 cho tới tháng 8 năm ngoái. Đây là giai đoạn nhiều người báo cáo vấn đề sức khỏe. Họ tìm thấy hai hợp chất sinh ra do tình trạng nhiễm nấm mốc xanh trong quá trình sản xuất hôm 30 tháng 5. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn đang nghiên cứu thêm tác động của hai hợp chất còn lại đối với sức khỏe và chưa có kết luận cuối cùng. Kể từ đầu tháng 4, Nhật Bản phát hiện nhiều trường hợp gặp vấn đề liên quan tới thận sau khi sử dụng sản phẩm men gạo đỏ. Đến nay thì 5 người đã tử vong. Kobayashi tự nguyện thu hồi khoảng 300.000 gói Benikoji. Lệnh thu hồi được mở rộng trên toàn quốc, bao gồm cả các mặt hàng thực phẩm và gia vị có thành phần là Benikoji. Men gạo đỏ được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong ngành công nghiệp thực phẩm, chẳng hạn tạo màu và tạo hương vị. Người thứ hai được ghép thận heo đã phải chạy thận trở lại.
Lisa Pisano là người thứ hai trên thế giới được ghép thận heo biến đổi gen đã phải cắt bỏ cơ quan này vì suy yếu và chạy thận trở lại sau 47 ngày phẫu thuật. Các bác sĩ cho hay sau khi cắt bỏ thận thì bệnh nhân đã ổn định trở lại. Trước đó, Pisano đã phẫu thuật cấy ghép thận heo biến đổi gen và đặt máy bơm tim cơ học vào tháng 4. Ban đầu bà phục hồi tốt. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Robert là trưởng kiếp mổ, thì việc quản lý cả máy bơm và quả thận mới có những thách thức đặc biệt. Để cho lượng máu đến thận được tối ưu thì huyết áp của Pisano phải giảm xuống thấp nhiều lần trong ngày, dẫn đến trái thận bị mất chức năng và bác sĩ không thể tiếp tục cho bà dùng thuốc ức chế miễn dịch được nữa. Kết quả sinh thiết cho thấy thận không bị đào thải. Đây vốn là mối lo ngại lớn nhất ở các ca ghép từ động vật sang người mang tính thử nghiệm cao. Tuy nhiên, vì lưu lượng máu không đủ, trái thận có những tổn thương đáng kể. Sau ca phẫu thuật này thì các nhà nghiên cứu sẽ nghiên cứu kỹ hơn về phản ứng của trái thận heo trong cơ thể người sống. Bệnh nhân đầu tiên được ghép thận heo là Richard Sleiman đã qua đời vào đầu tháng 5, gần 2 tháng sau ca cấy ghép. Các bác sĩ cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy ông tử vong do việc thử nghiệm này. 4 món ăn vào buổi sáng giúp đẩy nhanh tốc độ đốt mỡ. Tiêu thụ các món dưới đây vào buổi sáng sẽ giúp bảo đảm năng lượng cho cơ thể, tránh tình trạng uể oải, lo âu, nhờ đó mà kiểm soát được lưu lượng vào các bữa còn lại trong ngày hiệu quả hơn. Thứ nhất là nước ấm. Uống nước ấm khi thức dậy có thể đánh thức cơ thể, đẩy nhanh nhu động ruột và giúp chuyển hóa chất béo. Uống nước ấm giúp tăng cường tuần hoàn máu và nhờ đó vừa cung cấp độ ẩm cho da, vừa giúp cho làn da tươi tắn hồng hào. Uống nước được xem là cách giảm cân đơn giản nhất nhưng không kém phần hiệu quả. Chỉ cần bạn uống đủ lượng cho cơ thể mỗi ngày, bạn có thể tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, cải thiện tiêu hóa, hạn chế cảm giác thèm ăn uống vô tội vạ. Thứ hai là tinh bột tốt. Carbohydrate là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Nếu thiếu lâu ngày sẽ dẫn tới rụng tóc, lại dễ làm tăng cân nếu ăn quá nhiều. Ưu tiên cho nguồn carb tốt, giàu chất xơ sẽ giúp cho cơ thể có đủ năng lượng hoạt động, hạn chế tình trạng uể oải. Các loại tinh bột tốt có chỉ số đường huyết thấp, tỷ lệ chất xơ cao có thể kể đến như là yến mạch, gạo lứt, bắp, khoai lang, bánh mì nguyên cám, vân vân. Hạn chế tối đa việc tiêu thụ carb có chỉ số đường huyết cao như là bánh mì, cơm trắng, vân vân sẽ đẩy nhanh tốc độ đốt mỡ và giảm cân. Thứ ba là protein chất lượng cao. Lợi ích của protein là có thể kéo dài cảm giác no, phục hồi cơ bắp và cải thiện quá trình trao đổi chất cơ bản. Protein chất lượng cao được khuyên dùng bao gồm sữa và protein đậu nành. Đặc biệt là protein từ đậu nành rất giàu axit amin, nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và phục hồi cơ bắp. Trứng, ức gà, thịt nạc cũng là nguồn protein chất lượng cao có thể thêm vào bữa sáng. Và thứ tư đó là chất béo tốt. Chất béo tốt đóng vai trò như là dung môi hỗ trợ cho việc vận chuyển và hấp thụ các loại vitamin trong cơ thể. Nó cũng góp phần giúp cho nhanh no, no lâu và từ đó kiểm soát chế độ ăn hiệu quả hơn. Chất béo tốt có nhiều trong các loại hạt chẳng hạn như hạt điêu, hạnh nhân, óc chó, trái bơ, chocolate đen, cá biển sâu. Các axit béo không bão hòa có nhiều trong các loại hạt có thể giúp chuyển hóa và đốt cháy mỡ bụng hiệu quả. Và đến đây thì bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel sáng nay xin được khép lại. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi của quý vị. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Chúng tôi mời quý vị đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những bản tin mới nhất. Tuần Liêm kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.